lại biết bao đau khổ cho người khác. Xin giúp chúng con noi gương Chúa, đừng bao giờ gây ra khổ đau và nhục nhã cho người khác, nhưng biết chấp nhận hy sinh cho hạnh phúc của mọi người. Danh vọng, lạc thú, tung hoành tiêu diệt phẩm giá của con người. Nào là chiến tranh, cướp bóc, làm ăn bất chính. Nào là phá thai, cờ bạc, ma túy. Nào là quan hệ trước hôn nhân, kết hợp đồng tính, lang trại, mại dâm. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dung cảm trước những đau khổ của anh chị em. Xin cho chúng con biết bảo vệ phẩm giá cao quý Chúa ban. Xin Chúa cho tất cả những ai đang gục ngã trong tội biết đứng dậy để làm lại cuộc đời và sống một đời sống mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tình yêu của nước mẹ đối với con yêu dấu vượt qua tất cả, kể cả nỗi đau thập giá. Đây chính là giờ mà tiên tri Gideon đã tiên báo cho nước mẹ. Một người ưa sẽ đang thấu lòng bà. Nước mẹ đã vui nhận lưỡi hương đó. Mẹ đến để hiện diện với con, chia sẻ đau thương của con. Sự có mặt của mẹ là sự khích lệ, tiếp sức, đỡ đơn và sẻ chia với nỗi nhục nhằn của con. Lời Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con biết lấy tình yêu đáp về tình yêu, mà tình yêu trần gian lớn nhất là tình mẹ, tình cha. Xin cho chúng con biết sống hiếu thảo, biết làm cho cha, cho mẹ hạnh phúc, bằng một cuộc đời không hư tội lỗi và phụng sự tha nhân. Lời Chúa cũng cho chúng con biết trở về với Chúa, với mẹ, với cha, với gia đình, mỗi khi chúng con rơi vào cảnh sa ngã, tội lụy. Lạy Chúa, xin thương xót cho
Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Vì Chúa đã dùng hai chân mà cứu chúa loài người. Nơi thứ bảy, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Trên đường lên đồi Golgotha, dưới sức nặng của cây thập giá, Chúa Giêsu ngã xuống đất một lần nữa. Trong ánh mắt người đời, nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ngã quỵ, Thiên Chúa đã thất bại trước tình trạng tội lỗi tràn lan với sức mạnh khủng khiếp ở mọi địa hạt của cuộc sống như ngày nay, ngay cả nơi thánh thiện nhất là giới tu trì. Nhiều người trong chúng ta dễ dàng thốt lên đầy nghi nan và thất vọng: Lạy Chúa, Ngài ở đâu? Thế nhưng với con mắt đức tin, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang làm chủ thế giới này. Ngài vẫn đang kiểm soát mọi sự. Thiên Chúa không thất bại. Cuộc chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, dù thế gian này tồi thế nào, hư hỏng làm sao, ta vẫn không thất vọng. Đồng thời với chính bản thân, chúng ta được mời gọi hãy đứng lên ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Hãy trỗi dậy một lần nữa và cứ thêm những lần trỗi dậy như thế mãi. Cùng với đó, chúng ta cũng được mời gọi biết cảm thông với những thất bại, biết tha thứ những thiếu sót của người khác. Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần chúng con sa ngã hay đứng trước những lầm lỡ của anh chị em, xin giúp chúng con lắng nghe và sống lời mời gọi của Chúa. Hãy đứng dậy và theo ta, vì lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn tan đau yêu. Và cho được bên thiên đàng. Chúa ta được cứu độ.
được an ủi, xót thương. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa là mới lại những mảnh đời phụ nữ mất nhân phẩm. Xin Chúa cứu giúp các gia đình tan vỡ. Xin Chúa gìn giữ để chúng con mãi là những người chồng, người vợ tốt, là những đứa con ngoan hiền trong gia đình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn tham sân lưu. Và cho được bên thiên đàng. Linh hồn tham sân lưu.
Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa cao sang vô cùng, là Chúa thể trời đất này, mà nay lại trở nên khốn cùng, đến nỗi không còn một may áo che thân. Chúa đã hiến thân hoàn toàn để làm lễ oán thiêu chủ tội cho thiên hạ. Thân xác bầm tím và đầy máu của Chúa biểu hiện hữu hình hậu quả tội lỗi của toàn thể nhân loại. Tội lỗi khiến cho con người mở mắt ra và thấy mình trần trụi, biết bao chàng trai cô gái đã nhận ra rõ điều ấy khi lầm lỡ, xa ngã, hư hỏng. Chúa đã phải mang lấy tất cả vào thân. Lạy Chúa Giêsu, từ chỗ giàu sang, Chúa đã trở nên nghèo hèn nhục khốn, cùng để cho chúng con được sang giàu. Xin cho chúng con luôn biết cả tạ Chúa vì hầu ân cứu vớt, cùng cho chúng con biết tránh xa mọi cạm bẫy của xác thịt, ma quỷ và thế gian để khỏi trở nên trần trụi và khổ nhục. Xin Chúa đẩy chúng con theo thương, chúng con đi
vô lý và nghiệp ngã. Xin tin con vào tình yêu của Chúa, để con có sức mạnh và can đảm chịu đón tin cho chị em, thay vì con giữ những nét cố cảm nhận mà đón tin nhau. Lạy Chúa, xin mở ra chúng con, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương linh hồn con giáo hương, và cho được đến thiên đàng. Xin mời chúng ta đứng. Chúng ta đã từng được nghe hay báo tin, chứng kiến về nhiều cái chết.
cái chết vô nghĩa của kẻ bị phụ tình bạc nghĩa, có cái chết cao cả của người mẹ hy sinh mạng sống mình để cứu người con, có cái chết anh dũng của kẻ hiếu với dân, chung với nước, có cái chết âm thầm từng ngày của người hy sinh cả cuộc đời phục vụ những người khốn khổ nghèo hèn. Giờ đây dừng lại ở trạng thánh này, chúng ta lại thêm một lần chiêm ngắm cái chết của con Thiên Chúa. Đó không phải là cái chết vô tình, vô nghĩa hay vô vọng, nhưng là cái chết vì yêu, cái chết của người hiến mình đến tận cùng cho nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con cảm nhận sâu xa bài học yêu thương của Chúa. Ước chi tình yêu của Chúa luôn là lời mời gọi và thôi thúc chúng con dám hy sinh, hiến mình cho người mình yêu, để chúng con luôn được sống và sống dồi dào. Xin thương xót chúng con,
chấm xác Chúa Giêsu theo tục lệ người Do Thái. Ông Giuse Ari Maria đã để xác Chúa Giêsu vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Việc tán xác Chúa Giêsu diễn ra trong buổi vàng vì đã áp ngày đại lễ. Trước khi mặt trời lặn, người ta đã lăn một tảng đá to lấp cửa mộ. Sau khi hoàn tất những gì Chúa Cha cho có, Chúa Giêsu đã an nghỉ trong mộ. Dưới con mắt nhân loại thì Chúa Giêsu đã chết. Ngài đã bị chôn trong sự im lặng, cô đơn và trong bóng tối của tử thần. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết liên kết với Đức Maria trong đức tin và những hy vọng, để mọi nỗi sầu muộn khổ đau không làm suy giảm niềm tin của chúng con. Và dù bóng tối càng mịt mù, thử thách càng nặng nề thì chúng con càng tin vững vào Chúa, Đấng đã phục sinh vinh hiển và đang ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi của chúng con và tất cả hậu quả khốc liệt của nó, chính Chúa đã mang lấy mà đưa lên cây thập giá để hủy nó đi. Tình yêu của Chúa đã xóa hết mọi tội kia để chúng con khỏi chết muôn đời. Chúa đã đến để nối kết đất với trời, con người với Thiên Chúa. Thập giá đã dựng nên để chúng con được thứ tha và được yêu thương. Con đường thập giá Chúa đi hôm xưa cũng là con đường giúp chúng con hôm nay đạt tới hạnh phúc đích thực ngay ở đời này. Xin cho chúng con luôn hiểu rằng đường thập giá là đường dẫn tới giải thoát và chan hòa niềm vui. Xin giúp chúng con kiên trì bước theo đường thánh giá, để nhờ đó đời chúng con được vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng như Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
và anh chị em, chúng ta vừa kết thúc chặng đường thánh giá. Từ đây chúng ta sẽ bước sang phần quan trọng nhất, tức là phần tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, của chịu chết để đưa chúng tôi lên thiên hạ. Chúng ta cùng nghỉ ngơi đôi chút và chúng ta vào nhà thơ và chúng ta chuẩn bị bắt đầu luôn.